Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và nếu các bạn đã nhấn nghe cái video này trong hàng vạn cái tập podcast ngoài kia, thì lời đầu tiên của mình muốn nói dành cho các bạn đấy chính là mình cảm ơn vì các bạn đã luôn dành tình cảm cũng như là luôn dành thời gian cho Em Invest. Và ở trong buổi tối ngày hôm qua, khi mà mình đang lướt Facebook thì mình có tình cờ đọc được một câu hỏi, mà đó cũng chính là cái lý do mà mình đã viết ra những cái dòng này để trò chuyện cùng với các bạn vào lúc 12 giờ đêm. Và cái câu hỏi đó như sau: khi mà các bạn lựa chọn giữa việc là chắc chắn các bạn nhận được 100.000 đồng và cái lựa chọn thứ hai là các bạn sẽ tham gia vào một cái trò tung đồng xu, và khi các bạn thắng ở trong cái vòng chơi đó thì các bạn sẽ nhận được là 200.000 đồng, còn trong trường hợp các bạn thua thì các bạn sẽ không nhận được gì cả. Vậy thì nếu là các bạn ở trong cái trường hợp đó thì các bạn sẽ lựa chọn là gì? Mình có vào đọc bình luận của mọi người và có những cái kết quả là mình cũng suy nghĩ và cũng bất ngờ. Đấy chính là đa số mọi người đều chọn tung đồng xu để có cơ hội là nhận được cái số tiền nhiều hơn gấp đôi so với cái số tiền ban đầu. Cái điều mà mình suy nghĩ đấy chính là tại sao mọi người lại có tham vọng muốn được nhiều hơn, thay vì là mình đi theo một cái hướng là lựa chọn an toàn, chọn cái hướng là có 100.000 đi. Và nếu các bạn tham gia vào cái game mà tung cái đồng xu kia thì có khả năng các bạn sẽ mất luôn cái 100.000 mà đáng nhẽ ra là chắc chắn các bạn đã có. Đây cũng là một cái bẫy tâm lý khá là phổ biến trong đầu tư tài chính, và chính cái sự tham lam, chính cái sự muốn có được nhiều hơn thì đã vô tình tạo nên những cái hành động phi lý mà khi nhìn lại thì bản thân chúng ta vẫn không thể nào chúng ta hiểu được. Để nói có giải pháp nào cho cái hành động phi lý này không thì mình khẳng định là có, nhưng để nói chắc chắn là các bạn có thể áp dụng và thực hành được thì thực sự là không. Nói đến đây thì mình nhớ ra một câu chuyện mấy hôm trước, thì có một bạn rất là trẻ gửi về cái trang là Trader Confession của mình. Và bạn ấy cũng giống như những cái bạn trader mới khác, không thể nào tránh khỏi cái tình trạng là phân tích cũng như là giao dịch theo cảm tính. Nhưng mà cách các bạn ấy ứng xử thì thực sự là rất là tiêu cực. Và đây là cái tin nhắn mà bạn có gửi cho mình: em năm nay đã 20 tuổi và hiện đã đi làm được 3 năm. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn nên em đi làm từ lúc mới tốt nghiệp cấp 3, chứ em không học đại học. Và em biết đến cái thị trường tài chính cách đây là 3 tháng, trong cái lúc mà thời điểm thất nghiệp không có gì làm. Em thấy thằng bạn em chơi là thế nên em cũng thử sức xem sao. Và đi làm được 3 năm thì em cũng tiết kiệm ra được một số tiền là khoảng 3.000. Và em luôn có một cái tư tưởng là tiền không đẻ ra tiền là cái đồng tiền ngu ngốc. Ban đầu thì em cũng tạo một cái tài khoản demo để thử theo những cái chiến thuật mà em đã học được ở trên mạng. Và đánh được một khoảng thời gian, quen tay, quen mắt rồi thì em bắt đầu thử đánh cái tài khoản real với số tiền là khoảng 300 đô. Cái kiến thức em học được trên mạng, rồi xem trên YouTube, rồi live trade để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng em không hiểu tại sao khi mà em luôn bị chi phối bởi kiểu tố tâm lý, cứ thua là em phải trả thù cho bằng được. Em cháy 300 đô và sau đó em lại bơm vào 1.000 đô ngay lập tức để em có thể trade tiếp. Và ngày hôm đấy thì em như là người không hồn, em lại cháy sạch cái số tiền trong tài khoản của mình. Em đã tĩnh tâm suy nghĩ lại thì thấy được rằng mình không thể nào mình bỏ cuộc sớm như vậy được. Mình mới chỉ thua có 1.300 đô thôi mà. Từ cái lúc mà bắt đầu chơi thì em đã có thói quen là hút thuốc, và em cảm thấy hút thuốc thì mới có thể khiến em bình tĩnh trở lại lúc nóng giận, và mang những cái suy nghĩ bình tĩnh, những cái suy nghĩ tử tế quay trở lại với em. Em tự nhủ rằng nếu em tiếp tục thua thì em sẽ châm điếu thuốc lên người để cho nhớ, còn nếu mà thắng thì em tiếp tục sẽ có vốn để em đầu tư. Và cho đến bây giờ, anh có biết không, người em đã chi chít vết sẹo do tàn thuốc lá, và em sắp cạn kiệt cả sức người lẫn sức của. Em không biết phải làm như thế nào để tiếp tục cho đúng. Thực sự đối với cái lĩnh vực đầu tư tài chính thì đây là một cái mảng mà rất là đáng để các bạn thử thách bản thân. Nhưng mà đối với những cái bạn trẻ mà còn non kinh nghiệm, những cái bạn mà còn háo thắng ấy, thì mình nghĩ rằng mình không bao giờ khuyến khích lao vào nó như một cách mù quáng như cái bạn ở câu chuyện trên. Theo mình thì cái tâm lý mà ghét rủi ro này, sợ thua lỗ là cái yếu tố then chốt quyết định việc là các bạn sẽ chơi, các bạn sẽ phân tích theo cảm tính. Bạn sợ hãi khi mà cái số tiền trong tài khoản của bạn ấy nó liên tục giảm từ 5% đến 10%, nhưng các bạn lại không dám đưa ra một quyết định là cắt lỗ. Bởi vì đâu đấy các bạn hy vọng được rằng ngày mai, ngày kia thì có thể là thị trường sẽ đi đúng theo những cái hướng, những cái kỳ vọng của các bạn, và cái tài khoản của bạn nó sẽ bớt lỗ đi một phần. Nhưng cái thị trường nó vẫn luôn là như thế, nó rất là trớ trêu. Cái tài khoản các bạn ấy nó lại tiếp tục, nó giảm tiếp, và lúc đấy cái mức thua lỗ nó lên đến là 20-30%. Và thậm chí là mình còn chứng kiến rất nhiều trường hợp mất trắng bởi vì cứ giữ những cái lệnh đó mà không chịu cắt lỗ, không chịu chấm dứt cái suy nghĩ, không chịu chấm dứt những cái lệnh của mình bị sai. Và những cái lần thua lỗ này thì nó mang đến những cái trạng thái tâm lý nặng nề hơn gấp nhiều lần so với những cái lần mang về cái lợi nhuận cho các bạn.
Chính vì thế nên mình hiểu rằng là tại sao cái bạn nhân vật chính trong câu chuyện lúc nãy mình có kể với các bạn ấy, bạn lại quyết định châm cái điếu thuốc vào người để làm bài học. Bởi vì chúng ta thường có một cái suy nghĩ đấy chính là ngã đau thì nhớ lâu, để chúng ta ghi nhớ lại những cái sai lầm mà chúng ta mắc phải. Và mình thì không hề khuyến khích các bạn rút ra bài học bằng những cái hành động tiêu cực như thế. Chúng ta hoàn toàn để giải quyết cái việc thua lỗ đấy bằng nhiều cái hình thức khác nhau, như là các bạn để tích lũy thêm kinh nghiệm này, các bạn để tích lũy thêm kiến thức, tích lũy thêm về trải nghiệm. Và trong nhiều năm khi mà mình tiếp cận với những cái lĩnh vực về đầu tư tài chính thì mình rút ra được ba cái nguyên tắc mà theo mình nghĩ được rằng nó đã giúp mình chấm dứt được cái tình trạng là ghét thua lỗ và sợ rủi ro. Thứ nhất, các bạn nên giảm cái rủi ro của mình xuống bằng việc là đặt cái kỳ vọng hợp lý. Tức là khi mà các bạn tham gia vào thị trường tài chính, bất cứ một cái thị trường nào, thì các bạn nên đặt ra cái mục tiêu, nhưng nó đừng quá là tham vọng, đừng quá là thử thách. Ví dụ như các bạn đặt ra cái mục tiêu kỳ vọng lợi nhuận là 50% đến 100%, điều này đồng nghĩa với các bạn phải x2, x3 cái tài khoản của bạn trong khoảng thời gian rất ngắn, thì chính cái này ấy, nó sẽ mang lại cho các bạn một cái áp lực. Chính cái điều này nó sẽ đem lại cho các bạn một cái áp lực và đẩy các bạn vào cái tình trạng là phải bằng được cái mức lợi nhuận đó. Thì nó sẽ là sao? Nó sẽ làm cho các bạn trở nên căng thẳng hơn, các bạn trở nên stress hơn và các bạn trở nên là ám ảnh về thị trường. Không bao giờ các bạn có một cái trạng thái thoải mái và nó sẽ dẫn đến một cái tâm lý rất là bất ổn của các bạn khi tham gia vào cái thị trường tài chính. Thứ hai, các bạn cần là phải thật sự nghiêm khắc với bản thân. Chúng ta vẫn cứ tự vấn bản thân là làm như thế nào để thành công trong bất cứ một cái lĩnh vực nào đầu tư tài chính. Nhưng các bạn lại không nhận ra cái vấn đề là nằm ở chính bản thân các bạn, chứ nó không phải nằm ở thị trường. Các bạn có thể thấy nhé, mọi thứ xung quanh thị trường nó có thể biến động, nhưng cái nguyên tắc mà các bạn giao dịch đặt ra thì nó bắt buộc phải là không biến động. Nguyên tắc nó không chỉ giúp cho các bạn nắm được cơ hội mà nó còn là một cái sợi dây an toàn sẽ níu các bạn lại khi mà cái tâm lý đám đông nó có cái xu hướng ảnh hưởng tiêu cực đến cái quyết định giao dịch của các bạn. Ví dụ như các bạn ở trong cái thế giới internet, các bạn có thể tham gia rất nhiều những cái nhóm, rất nhiều cái Zoom, rất nhiều cái kênh private hoặc những kênh tin tức nó khác nhau. Và khi các bạn đưa ra cái nhận định về một cái loại tài sản nào đấy nó có thể nó đi lên, nhưng các bạn lại vô tình nằm ở trong một cái tập thể, một cái không gian mạng rất nhiều người đang nói nó đi xuống. Mặc dù cái nhận định các bạn là cái nhận định đúng nhá, nhưng mà sau đấy do cái sức ép, do cái tin tức nó bủa vây, nó đến với các bạn từ rất là nhiều nguồn, thì sau đấy thì sao? Các bạn lại tự nghi ngờ về cái nhận định của bản thân. Và sau đấy thì một lần nữa chúng ta lại quên đi mất là cái nhận định của bản thân chúng ta là những cái nhận định có cơ sở, có căn cứ, mà đi theo cái tâm lý của đám đông. Và cuối cùng cái kết quả là cái kết quả thua lỗ. Cái điều thứ ba mà mình muốn nói đấy chính là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Và đây là cái câu tục ngữ mà ông cha ta đã đúc rút ra từ những cái trải nghiệm thực tế. Và theo mình thì nó luôn đúng ở trong mọi trường hợp. Bạn phải thực sự hiểu về cái thị trường, hiểu về cái lĩnh vực đầu tư tài chính mà các bạn đang tham gia. Ví dụ như các bạn đầu tư về chứng khoán, các bạn đầu tư về crypto, các bạn đầu tư về bất động sản, bất cứ một cái lĩnh vực nào đi chăng nữa, các bạn phải hiểu các bạn không thể nào các bạn ném tiền qua cửa sổ, không thể đổ tiền vào mà không biết là các bạn đang làm gì, đang đầu tư cho ai, đang đầu tư vào đâu. Và hiểu về thị trường, hiểu về những cái gì nó đang diễn ra, đang vận động cũng sẽ giúp cho các bạn có cái tâm lý giao dịch ổn định hơn, chứ các bạn không phải đoán già đoán non hoặc là hành động theo cảm tính. Bởi vì chúng ta đã trưởng thành và chúng ta đều đã hiểu được là các bạn có 3 thứ các bạn thể đầu tư vào trong bất cứ cái thị trường nào. Thứ nhất là các bạn thể đầu tư vào thời gian, các bạn thể đầu tư vào gì ạ? Đầu tư vào tiền bạc, và các bạn thể đầu tư vào kiến thức. Nếu các bạn muốn thành công trên thị trường mà các bạn không có bất cứ một cái điều đó, các bạn không có tiền để các bạn đi đầu tư thì cũng không được. Các bạn không có kiến thức, các bạn phải phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức của người khác thì nó cũng không được. Các bạn chỉ mãi mãi là cái người đứng đằng sau, các bạn không bao giờ có cái sự chủ đích, không bao giờ có quyết định của bản thân. Các bạn không có đầu tư một cách miệt mài về gì ạ, về kiến thức thì mãi mãi các bạn cũng vẫn chỉ là con số 0. Nên tất cả cái đấy nó sẽ như một cái kiềng ba chân, nó sẽ giúp cho các bạn vững chãi trên thị trường. Nó sẽ giúp cho các bạn gì ạ, nó sẽ giúp cho các bạn bình yên vượt qua được những con sóng lớn. Chứ nó sẽ không phải là gì ạ? Nó không phải là những cái nhóm, nó không phải là những cái kênh thông tin, nó không phải là những cái người mà cho các bạn copy trade, những cái người cho bạn ủy thác. Bởi vì theo mình, khi mà các bạn nắm giữ được cái số phận những cái đồng tiền các bạn thì lúc đấy các bạn mới có thể tự chủ và các bạn mới có thể vững vàng được. Còn khi mà chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào một ai đó, dù cho người đấy là người giỏi đến như thế nào, dù cho đấy là một người tốt như thế nào đi chăng nữa, nhưng mãi mãi các bạn sẽ vẫn luôn phải phụ thuộc vào người ta. Thì đây là một cái điều mà mình nghĩ các bạn nên cần phải nghiêm túc, các bạn xem xét lại về bản thân, cần phải làm những gì để chúng ta có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Có thể sau khi các bạn nghe những cái điều vừa rồi thì các bạn nghĩ là tại sao nó để dễ như vậy mà bản thân các bạn lại không nhận ra. Nhưng khi mà các bạn bước chân vào một cuộc chơi tài chính nào đó thì các bạn sẽ rất dễ bị cuốn vào đồng tiền.
vào cái dòng chảy của đầu tư, vào cái dòng chảy của cái sự ham muốn là tiền nó sẽ chảy về cho các bạn. Và mình rất là hy vọng với những cái bạn trader mới, những cái người mà đầu tư vào bất cứ cái thị trường tài chính nào, đặc biệt là các bạn trẻ, thì các bạn nên tìm hiểu một cách an toàn và một cách tích cực. Dù các bạn thua lỗ hay các bạn có lợi nhuận thì đây cũng chỉ là một trong rất nhiều những công cụ ngoài kia để có thể giúp cho các bạn kiếm tiền, giúp cho các bạn thành công, chứ nó không phải là tất cả những gì mà các bạn có thể dựa vào nó để đổi đời. Chính vì thế nên là mỗi lần nếu các bạn có suy nghĩ tiêu cực, mỗi lần các bạn muốn buông xuôi tất cả thì hãy nghĩ thật là đơn giản. Nếu mình không thành công ở trong cái lĩnh vực tài chính này thì mình vẫn có thể thành công ở trong những cái lĩnh vực khác, miễn là mình còn sống. Các bạn còn sức khỏe, các bạn còn cơ hội, các bạn còn tiền, các bạn còn có thể vực dậy, các bạn để làm ở những cái lĩnh vực khác nữa. Và có đôi khi ở trong cuộc sống ấy, các bạn nên chọn những thứ an toàn, những cái điều mà làm chúng ta cảm thấy thoải mái. Tức là gì? Các bạn nhớ lại câu hỏi mà mình hỏi mọi người lúc đầu trong tập podcast này, thì các bạn nhiều khi các bạn nên chọn lấy 100.000, chắc chắn các bạn lấy được 100.000, thay vì các bạn chấp nhận một cơ hội khác để có thể lấy được cái số tiền là 200.000 hoặc là mất trắng. Và cá nhân mình hy vọng là với những gì mình chia sẻ, những cái gì mình đúc kết được sau nhiều cái bài học kinh nghiệm của bản thân, thì hy vọng sẽ giúp được cho các bạn khi các bạn đang ở trong những trạng thái tiêu cực, các bạn đang ở trong những cái trạng thái là khủng hoảng. Và một lần nữa thì rất cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe hết tập podcast lần này. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập podcast lần sau. Xin chào.